Ok, và ngày hôm nay thì Nguyệt tiếp tục trên cái hành trình 90 ngày chinh phục ứng dụng sức mạnh kiến thức và luật hấp dẫn để chinh phục mọi cái mục tiêu. Mình tham gia cái thử thách 90 ngày chia sẻ những cái live stream, những cái kiến thức để giúp cho bản thân mình và tất cả các anh chị trong nhóm học tập cùng ứng dụng và đạt được mục tiêu của mình. Ngày hôm nay đã là ngày số 30 rồi, chúng ta đã đi hết một tháng rồi các anh chị. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và ngày hôm nay là ngày cuối của tháng 5. Thì các anh chị đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm cái mục tiêu của mình rồi? Bao nhiêu phần trăm mục tiêu của mình rồi? Ok, và ngày hôm nay thì Nguyệt cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị cái nội dung chúng ta sẽ thiết kế một cái mục tiêu cho cái tháng mới, cho cái tháng 6 của chúng ta. Chúng ta cần có sự chuẩn bị về những cái điều mình muốn, những cái mục tiêu mình mong muốn trong cái tháng 6 này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái kiến thức đó là cái cách thiết lập mục tiêu theo công thức SMART goal, theo cái công thức ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh kiến thức anh chị nhé. Và trước khi bước vào cái buổi chia sẻ thì chúng ta không quên là chúng ta cùng nhau ra quyết định anh chị, thực hiện bốn cái bước mà mỗi một ngày thì việc đều đều chia sẻ đúng không ạ? Chúng ta hãy ứng dụng bốn cái bước thành công, đó là ra quyết định cái điều mình mong muốn cuối cùng khi các anh chị tham gia cái buổi live stream chia sẻ này, các anh chị mong muốn chúng ta đạt được những cái điều gì đúng không ạ? Anh chị mong muốn mình đạt được điều gì và mong muốn Nguyệt lấy ví dụ như chúng ta anh chị mong muốn là vào đây để chúng ta học được cái kiến thức này để ứng dụng và đạt được những cái mục tiêu của mình, và những cái mục tiêu các anh chị mong muốn đó là cái mục tiêu gì, đó là những cái mục tiêu gì thì anh chị có thể nói ra. Và sau đó cái bước số 2 là chúng ta hãy hình dung tưởng tượng cái mục tiêu đó đã được hoàn thành và tin tưởng nó đã được hoàn thành trong tâm trí của mình sung sướng, mình vui vẻ hạnh phúc như thế nào. Và bước 3 là mình vào học tập một cách nghiêm túc, chuẩn bị đầy đủ sách vở, những cái điều kiện thuận lợi nhất, bút vở để chúng ta có thể ghi chép lại những cái bí kíp, những cái bí kíp mà chúng ta có thể ứng dụng trong thực tế cuộc sống của chúng ta để chúng ta có được những cái thành công. Đúng không ạ? Anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Và hãy không quên để bên cạnh mình cái một cái ly nước để chúng ta cung cấp nước cho cơ thể anh chị nhé. Não của chúng ta, cơ thể của chúng ta thì 70% là nước nên là chúng ta cần cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể. Ok. Bao nhiêu trong số các anh chị đã sẵn sàng với cái kiến thức ngày hôm nay, anh chị hãy comment tôi sẵn sàng cho người thấy được không ạ? Ok. Và ngày hôm nay là cái ngày cuối tháng 5 nên là Nguyệt sẽ giúp cho các anh chị là thiết lập mục tiêu của tháng 6 theo đúng cái công thức ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh kiến thức anh chị nhé. Trên cái hành trình chúng ta chinh phục những cái ước mơ của mình ấy, thì điều đầu tiên chúng ta cần phải biết chính xác đó là những cái điều mình mong muốn là gì. Có một cái câu nói rất là hay của một tỷ phú nói rằng là cái thất bại lớn nhất, cái lý do mà có rất là nhiều người không đạt được cái điều họ muốn trong suốt cả cái hành trình cuộc đời của họ bởi vì họ không biết mình muốn gì. Bởi vì họ không biết mình muốn gì thôi. Đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ giúp cho các anh chị thiết lập được cái mục tiêu của mình, biết được là mình mong muốn cái điều gì. Bởi vì cái mục tiêu là một trong những yếu tố, là một trong những cái bước đầu tiên cực kỳ quan trọng để chúng ta ứng dụng sức mạnh kiến thức và luật hấp dẫn. Nó giống như thế là khi các anh chị đi lên xe, đúng không ạ? Nếu như chúng ta không có mục tiêu, có nghĩa là chúng ta đi lên xe mà chúng ta chưa biết, chưa có cái địa chỉ, chưa có cái đích đến là ở đâu. Vậy thì cái người lái xe, cái người mà giúp cho chúng ta lái xe trên cái chiếc xe đó, người ta sẽ chở mình đi vòng vòng đúng không ạ? Hoặc là có thể có những người là không chở luôn, thế là chúng ta không đạt được cái điều mình muốn, hoặc là mình cứ đi vòng 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 mà không đến được cái đích mà mình mong muốn, bởi vì mình có biết cái đích nó ở đâu đâu đúng không ạ? Bởi vì mình chưa biết mình muốn cái gì. Vậy thì cái mục tiêu nó là cái thứ mà cực kỳ quan trọng, là cái thứ đầu tiên chúng ta cần phải biết, chúng ta cần phải thiết lập nó.
một cách rõ ràng cụ thể để chúng ta khi chúng ta có được cái mục tiêu, khi chúng ta có được cái đích đến rồi, chúng ta biết được cái địa chỉ mình đến là ở cái nơi này đúng không ạ, thì mình đưa cho cái ông lái xe, ông đấy chỉ cần chở mình một phát là đến luôn, nó có dễ dàng không ạ, đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta thiết lập mục tiêu cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta có được một cái mục tiêu rõ ràng cụ thể cho mình thì mình sẽ có được những cái chiến lược, những cái cách thức để mình ứng dụng và mình chinh phục cái mục tiêu đó. Mình đã có, giống như mình đã có cái đích đến, mình chỉ có đi thôi. Đi là mình sẽ đến, đúng không ạ? Dù đi chậm hay đi nhanh, hoặc là dù đi bằng phương tiện nào thì cuối cùng mình cũng đến đích, nhưng mình cũng có được cái đích đến để mình đến, có được cái địa chỉ cụ thể để mình đến đó, đúng không ạ? Có được cái nơi mà mình muốn đến là ở đâu, đó chính là cái mục tiêu của mình. Chính vì vậy mà ngày hôm nay là ngày cuối tháng 5 thì chúng ta sẽ thiết kế cho một cái mục tiêu trong tháng 6. Anh chị đồng ý không ạ? Chúng ta sẽ thiết kế cho một cái mục tiêu trong tháng 6, có cái sự chuẩn bị về cái đích đến cho cái tháng 6 là gì? Cái đích đến cho cái tháng 6 là gì? Thì ngày hôm nay mình sẽ giúp cho các anh chị thiết lập cái mục tiêu theo công thức SMART goal, theo cái công thức ứng dụng sức mạnh kiến thức và luật hấp dẫn, và cái cách làm thế nào để anh chị có thể đạt được, chinh phục được cái mục tiêu đó. Thì trong hành trình trong tháng 6, Nguyệt sẽ lại tiếp tục chia sẻ lại cho anh chị những cái cách thức ứng dụng, chúng ta áp dụng những cái quy trình gì, những cái kiến thức gì, những cái bí kíp gì và những cái tư duy gì để giúp chúng ta đạt được cái điều chúng ta mong muốn, để giúp chúng ta đi đến những cái đích mà chúng ta cần đến, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ viết ra cái đích đến của mình, thiết kế nó cho cái tháng 6 của mình. Ok không ạ? Ngày hôm nay thì mình sẽ giúp cho các anh chị thiết kế cái mục tiêu tài chính tháng 6. Cái mục tiêu theo đúng cái công thức ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh kiến thức anh chị nhé. Thì đầu tiên để chúng ta có được cái chúng ta thiết kế được cái mục tiêu thì cái yếu tố đầu tiên anh chị cần lưu ý để mà chúng ta có được cái mục tiêu theo đúng công thức ấy, thì cái điều đầu tiên anh chị lưu ý, anh chị có thể ghi lại, anh chị có thể ghi lại, đó là cái mục tiêu mà chúng ta viết ra thì nó phải đơn giản, rõ ràng, cụ thể, chi tiết và đo lường được, và nó có mốc thời gian cụ thể. Tại sao nó lại như vậy? Tại vì là tiềm thức của chúng ta ấy, thì nó giống như đứa trẻ, nên là phải có sự rõ ràng, cụ thể, chi tiết, đo lường được, có mốc thời gian cụ thể thì nó mới biết, đúng không ạ? Nó chỉ hiểu một cách đơn thuần thôi anh chị. Một đứa trẻ 5 tuổi anh chị hình dung xem nào, nếu như anh chị nói không rõ ràng cụ thể nó có hiểu không? Không, đúng không ạ? Thì tiềm thức của chúng ta nó cũng như vậy. Cái mục tiêu đó yêu cầu thứ nhất đó là đơn giản, rõ ràng, cụ thể, chi tiết và đo lường, và có mốc thời gian cụ thể. Nguyệt lấy ví dụ mục tiêu của các anh chị trong cái tháng tới là anh chị đạt được cái con số lợi nhuận là bao nhiêu, ghi rõ cái con số cụ thể nó ra, ghi rõ con số cụ thể nó ra, ví dụ 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu, 200 triệu hoặc là bất kỳ con số nào, nhưng mình phải ghi rõ cụ thể nó ra, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ anh chị mong muốn có được cái xe ô tô chẳng hạn, thì cái xe đó màu gì, hiệu gì, giá bao nhiêu tiền, càng đơn giản, càng chi tiết, càng cụ thể càng tốt, nhớ không ạ? Chỗ này anh chị hình dung không ạ? Và nó phải có một cái deadline cụ thể, có nghĩa là phải có cái ngày giờ đạt được, ngày giờ sở hữu nó. Thì ở đây chúng ta đặt mục tiêu cho tháng 6 thì chúng ta sẽ lấy cái ngày 30 tháng 6 là cái ngày cuối tháng 6 ấy, là cái ngày mà hạn cuối cho cái mục tiêu đó hoàn thành. Chị hình dung chỗ này không ạ? Đó, thì yếu tố đầu tiên anh chị nốt lại được chưa? Đơn giản, rõ ràng, cụ thể, chi tiết và đo lường được, có mốc thời gian cụ thể. Cái yếu tố số 2 anh chị cần lưu ý đó là cái mục tiêu này anh chị phải ghi nó ở thì hiện tại,
biết nó ở cái thì hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì tiềm thức của chúng ta không hiểu tương lai hay quá khứ, mà nó chỉ biết ở cái hiện tại mà thôi. Chính vì vậy, tất cả những cái mục tiêu, dù là 30 ngày, 6 tháng hay 1 năm, thì anh chị đều ghi ở cái thì hiện tại. Đó, với dưới một cái câu, dưới một cái lời khẳng định. Ví dụ như là hôm nay ngày, nghĩa là hôm nay ngày, nghĩa là viết ở cái thì hiện tại là ngày hôm nay này. Nhưng mà cái ngày mà anh chị viết ra là cái ngày mà đạt được mục tiêu. Ví dụ anh chị đặt mục tiêu 30 ngày, đặt mục tiêu cho tháng 6, thì anh chị ghi là hôm nay ngày 30 tháng 6 là cái ngày mà anh chị đạt được mục tiêu. Anh chị hình dung chỗ này không ạ? Đó, cái yếu tố số 2 mình phải lưu ý, đó là cái mục tiêu được viết ra ở thì hiện tại dưới dạng một câu khẳng định. Và cái mục tiêu này, cái yếu tố số 3 anh chị lưu ý này, là dưới dạng cái câu khẳng định là đảm bảo yếu tố là mình sống như thể đạt được rồi. Có nghĩa là mình đã sở hữu nó rồi, mình đã có nó rồi. Đúng không ạ? Mình đã có nó rồi, sở hữu nó rồi. Mình đã sở hữu được cái mục tiêu này rồi. Và cái yếu tố tiếp theo, cái yếu tố tiếp theo là với cái mục tiêu này thì chúng ta ngoài cái việc là sống như thể đại rồi, viết ra ở thì hiện tại này, và chúng ta phải đưa ra được cái ý nghĩa của mục tiêu. Đúng không? Cái ý nghĩa có nghĩa là cái anh chị sẽ tìm ra cái 10 khoảng ít nhất là anh chị hãy tìm ra những cái lý do đủ lớn để buộc mình sẽ phải hoàn thành cái mục tiêu này. Có nghĩa là cái ý nghĩa của cái việc thực hiện mục tiêu này là gì? Mình đạt được mục tiêu này thì mình phải đạt được cái mục tiêu này vì những cái lý do này. Đó, thì anh chị có thể là tìm ra 10 lý do đủ lớn để anh chị chinh phục cái mục tiêu này. Khi anh chị làm được cái điều này á, có nghĩa là anh chị viết ra được cái ý nghĩa của mục tiêu ấy, thì chúng ta mới có cái động lực để chúng ta làm, mới có cái để mà mỗi khi trên cái hành trình thực hiện mục tiêu của mình, sẽ có, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái thử thách. Và khi mà anh chị có được những cái lý do đủ lớn để chúng ta phải thực hiện mục tiêu, thì anh chị mới tiếp tục tiến lên phía trước và không bỏ cuộc. Còn nếu như khi chúng ta không có được những cái lý do này, không có được những cái ý nghĩa cho mục tiêu này, chúng ta không làm cái phần này, thì trên cái hành trình mà chinh phục mục tiêu của mình, chỉ cần gặp những cái thử thách nhỏ thôi là rất dễ chúng ta bỏ cuộc. Bởi vì cái lý do không làm nó lớn hơn cái lý do chúng ta phải làm. Đó. Anh chị có đồng ý rằng là có rất là nhiều lý do đưa ra để chúng ta không làm. Mà không làm thì chúng ta không đạt được mục tiêu. Không đạt được mục tiêu thì chúng ta không đạt được những cái điều mình mong muốn, không đạt được những cái ước mơ của mình. Đúng không ạ? Có nghĩa là nếu như bỏ cuộc thì chúng ta sẽ không có được những cái, không chinh phục được những cái mục tiêu của mình. Chính vì vậy, để mà mình, bản thân anh chị, bản thân chúng ta, khi chúng ta thiết kế ra một cái mục tiêu mà chúng ta quyết tâm để chúng ta đạt được nó, thì anh chị cần đưa ra những cái lý do đủ vấn đề tôi phải thực hiện cái mục tiêu này bằng được. Đúng không ạ? Thì trên cái hành trình chúng ta chinh phục mục tiêu của mình, chúng ta mới có thể là chiến thắng được chính bản thân mình. Khi chúng ta chinh phục được mục tiêu có nghĩa là chúng ta chiến thắng bản thân. Tại vì rằng là trên hành trình chúng ta thực hiện mục tiêu của mình ấy, sẽ có rất là nhiều những cái thứ ở bên ngoài tác động, hoặc là bất kỳ những cái điều gì nó cản trở mình, nó khiến cho mình không muốn làm, nó khiến cho mình muốn bỏ cuộc. Nếu như chúng ta có được cái lý do tôi bắt buộc tôi phải hoàn thành, nếu như bây giờ tôi không làm thì tôi sẽ không có được cái điều này, thì tôi sẽ bị như thế này, thì mình sẽ có cái động lực để tiếp tục bước tiếp, đúng không? Còn nếu như các anh chị không có được cái mục tiêu đó,
không có được cái lý những cái lý do đủ lớn ý, thì chỉ cần là trên cái hành trình mình thực hiện mục tiêu, chỉ cần có một cái điều gì đó nhỏ thôi ngăn cản các anh chị, hoặc là có những cái yếu tố bên ngoài tác động đến các anh chị, là các anh chị sẵn sàng dừng lại vì lý do nọ, vì lý do kia. Và tất cả những cái lý do thì luôn luôn đúng, nhưng nó cản trở mình đến sự thành công. Đó, tất cả mọi lý do thì luôn luôn đúng anh chị nhá, nhưng nó cản trở mình đến thành công. Chính vì vậy, nếu như chúng ta muốn đạt được cái mục tiêu của mình, thì chúng ta phải tìm ra cho mình cái ý nghĩa của cái việc thực hiện mục tiêu. Có nghĩa là chúng ta sẽ tìm ra những cái lý do đủ lớn để chúng ta phải thực hiện cái mục tiêu này. Tôi bắt buộc tôi cam kết với cái mục tiêu này, tôi phải hoàn thành cái mục tiêu này. Đó là cái cách của người thành công. Đó là cái cách của những người thành công đã làm. Và đây Việt đang chia sẻ những cái công thức mà Việt đã học tập từ những người thành công, học từ người thầy của Việt, và người thầy của Việt cũng học tập từ những cái triệu phú tỷ phú trên thế giới. Đó là công thức của người thành công. Đó, thì khi đưa ra cái mục tiêu thì chúng ta phải đưa ra được cái lý do đủ lớn để mình bắt buộc mình phải hoàn thành cái mục tiêu này, và cam kết là hoàn thành cái mục tiêu này. Đó là sự khác biệt giữa người thành công và người chưa thành công. Với người chưa thành công thì dù viết ra mục tiêu, nhưng nếu như không viết ra, không đưa ra được lý do thì sẵn sàng có thể bỏ cuộc giữa chừng. Còn người thành công thì một khi đã viết xuống là bằng mọi cách tôi phải chinh phục được cái mục tiêu này. Và tiềm thức của chúng ta thì nó chỉ có đồng ý và cho thêm, đúng không ạ? Chức năng của tiềm thức đó là đồng ý và cho nhiều hơn. Đồng ý và cho nhiều hơn. Chính vì vậy, nếu như chúng ta ra quyết định như thế nào thì tiềm thức sẽ giúp chúng ta có được cái điều đó. Đúng không ạ? Nên là và cái đối với mục tiêu chúng ta thiết kế ấy, thì chúng ta sẽ thiết kế ba cái phần cụ thể cho ba cái lĩnh vực cụ thể mà hầu hết tất cả mọi người đều mong muốn. Đó là điều là cái nhu cầu của mọi người, đó là tài chính, sức khỏe và mối quan hệ, thì đều phải thiết kế theo những cái lưu ý mà mình vừa chia sẻ trên. Đúng không ạ? Theo những cái lưu ý đó. Và ví dụ đối với tài chính ấy, thì cái mục tiêu này đặt ra với tài chính thì hoặc là với sức khỏe hay mối quan hệ cũng đều cần có cái yếu tố này nữa. Đó là cái mục tiêu đặt ra thì nó phải bất khả thi nhưng mà không được phi thực tế. Có nghĩa là như thế nào? Bất khả thi có nghĩa là cái con số mà mình chưa bao giờ đạt được. Thì anh chị có thể lấy cái con số trung bình của cái con số thu nhập của tháng trước, anh chị đặt gấp đôi nó lên, gấp đôi hoặc là gấp rưỡi nó lên để đặt cho cái mục tiêu của tháng tới. Mình lấy ví dụ như mục tiêu của anh chị, ví dụ cái thu nhập của anh chị trong cái tháng 5 là thu nhập 50 triệu chẳng hạn, thì anh chị sẽ đặt cái mục tiêu cho tháng 6 là 100 triệu, có nghĩa là gấp đôi thu nhập, hoặc là 70 triệu, 80 triệu, gấp rưỡi, tùy theo các anh chị. Đúng không ạ? Hoặc là ví dụ anh chị đang có mức thu nhập 10 triệu, anh chị đặt lên 20 triệu. Đang có mức thu nhập 20 triệu, đặt lên 40 triệu, hoặc là 30 triệu, đều được. Đúng không ạ? Có nghĩa là đấy là bất khả thi, không được phi thực tế, có nghĩa là cái mục tiêu anh chị, ví dụ cái mức thu nhập của hiện tại của anh chị là 20 triệu, mà anh chị đặt khống lên thành 2 tỷ, hoặc là 200 triệu, nó gấp quá nhiều lần thì tiềm thức của mình nó không tin được, và khi không tin thì chúng ta sẽ không đạt được điều đó. Chính vì vậy đó là cái giải thích cho cái từ là bất khả thi nhưng không được phi được, có nghĩa là nó không được vượt quá xa cái mức thu nhập hiện tại của mình, hiểu chưa? Nó không được vượt quá xa cái mức thu nhập hiện tại của mình. Đó là cái lưu ý tiếp theo trong cái phần về thiết kế mục tiêu.
Đó, và đơn giản cụ thể rõ ràng chi tiết thì đấy, có cái con số rõ ràng, có cái ngày giờ cụ thể, và về mối quan hệ cũng vậy, về sức khỏe cũng vậy, cần phải có cái sự rõ ràng cụ thể chi tiết. Mình lấy ví dụ là về 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 sức khỏe chẳng hạn, về sức khỏe thì chúng ta sẽ ví dụ như anh chị đang muốn tăng cân hay muốn giảm cân thì anh chị sẽ lấy cái con số mà anh chị đạt được đấy. Ví dụ bây giờ mục tiêu của 30 ngày tới của anh chị là giảm 2 kg, thì hiện tại bây giờ anh ví dụ như bạn có cái mức thu nhập là có cái mức cân nặng là 60 cân và anh chị muốn giảm xuống 2 cân, có nghĩa là còn 58 cân, thì mình sẽ viết ra cái mục tiêu là cái theo đúng cái công thức sử dụng là mình có hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2023 mình có cái cân nặng, mình sở hữu cái cân nặng là 58 kg, và ví dụ về số đo 3 vòng anh chị cụ thể ra đó. Ví dụ như anh chị muốn giảm cái vòng bụng thì hiện giờ nó là 7, nó là 80 chẳng hạn, anh chị muốn giảm 5 cm trong vòng 30 ngày tới thì mình nói là có số đo 3 vòng là bao nhiêu, cái vòng bụng là 75 đúng không ạ, vòng mông là bao nhiêu đấy, số đo 3 vòng anh chị ghi ra cụ thể 60 90 à 90 60 90 chẳng hạn thế đúng không ạ, ghi ra cái con số cụ thể, nó phải cụ thể rõ ràng chi tiết như vậy, bởi vì kiến thức nó là một đứa trẻ nó không biết không có hiểu những cái mà nó mà chúng ta nói nó vòng vèo đâu đúng không ạ, nó hiểu rất là đơn giản thôi đó. Hoặc là về mối quan hệ cũng vậy, mối quan hệ cũng vậy cần có sự rõ ràng cụ thể đúng không ạ, vui vẻ hạnh phúc, ví dụ mình có mối quan hệ hòa hợp vui vẻ hạnh phúc đấy, tràn ngập tiếng cười đó, thì anh chị có thể là ghi ra rõ ràng cụ thể chi tiết như vậy để chúng ta thiết lập cho mình một cái mục tiêu, và ở đây chúng ta sẽ thiết kế một cái mục tiêu về cả ba cái nhu cầu trên của chúng ta đúng không ạ. Ok, người xin chào bạn là Tống Hải, cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi cái livestream của mình ngày hôm nay, và ngày hôm nay Nghiệp đang hướng dẫn tất cả các anh chị cái cách thức thiết kế một cái mục tiêu theo công thức, theo cái cách thức ứng dụng sức mạnh kiến thức và lập thức dẫn. Cái mục tiêu Nghiệp hướng dẫn đó là mục tiêu 30 ngày, có nghĩa là cái mục tiêu trong tháng 6 này theo đúng công thức của những cái người thành công, theo đúng công thức ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh kiến thức. Và anh chị lưu ý khi chúng ta thiết kế mục tiêu thì lưu ý những cái điều mình vừa chia sẻ, và đặt mục tiêu thì chúng ta đặt mục tiêu cho cả ba cái nhu cầu của con người, đó là tài chính, sức khỏe và mối quan hệ, ba cái đó đi song hành với nhau anh chị nhé, chứ không đặt từng, có nghĩa là chúng ta đi song hành cùng một lúc ba cái loại, ba cái nhu cầu đó được không ạ. Và khi chúng ta đã có được khi chúng ta đã có được cái mục tiêu, mình lấy ví dụ là mục tiêu về tài chính, anh chị có thể ghi là hôm ví dụ hiện giờ anh chị đang có mức thu nhập là 20 triệu, anh chị đặt mục tiêu lên gấp đôi đúng không, thì anh chị sẽ viết là hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2023, có nghĩa là cái ngày mình đạt được cái mục tiêu, nhưng mình sẽ ghi là hôm nay đúng không? Theo đúng những cái mà người vừa chia sẻ đó. Tôi có thế là sống như thể đạt được rồi, cái chỗ này anh chị lưu ý này, sống như thể đạt được rồi nghĩa là tôi đã có nó rồi, cái điều đó nó đã xảy ra với mình rồi đó, thì tôi có 40 triệu lợi nhuận trong tài khoản Alibank hay Techcombank hay là Vietinbank, tóm lại là anh chị có cái tài khoản thì anh chị ghi ra đó, tài khoản đó, hoặc nếu như anh chị nào mà không có tài khoản thì trong túi của tôi đúng không ạ, tôi sở hữu cái số tiền đó, và nhớ cái thêm một cái từ đó là cái từ lợi nhuận anh chị nhé, lợi nhuận thì nó mới là cái mà mình được tiêu, mình được sử dụng nó đúng không ạ. Còn nhiều anh chị mà cái chỗ này anh chị quên không có ghi cái từ lợi nhuận, thì nếu như anh chị đặt mục tiêu là 40 triệu vào tài khoản của tôi thì 40 triệu nó về đấy, nhưng nó không phải tiền của anh chị, ví dụ như có cái tiền của người thân nào đó của mình gửi qua cái tài khoản của mình thì đó cũng là đạt được bức tranh. Thế nên là trong cái việc mà chúng ta thiết lập mục tiêu thì chúng ta lưu ý cái chỗ này,
cho thêm cái từ lợi nhuận bảng để nó là cái mà chúng ta được sử dụng, đúng không ạ? Ok bạn Tống Hải, bạn có thể là comment cái mục tiêu của mình lên thì mình có thể xem giúp cho bạn xem là cái mục tiêu đó đã đúng theo công thức chưa, hoặc là nếu như bạn muốn được hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn và cái cách giúp bạn làm thế nào để mà bạn có thể là đưa ra mục tiêu và ứng dụng như thế nào để đạt được thì bạn có thể là inbox riêng cho Nguyệt, mình sẽ hỗ trợ, hoặc là Nguyệt có cái nhóm học tập cùng với câu lạc bộ Trạng Thái Hóa Vàng, là cái nơi mà Nguyệt học tập phát triển bản thân, rèn luyện liên tục cái cách những cái bí kíp ứng dụng sức mạnh kiến thức và luật hấp dẫn để giúp cho chúng ta chinh phục được những mục tiêu, đúng không ạ? Ok, thì đó, ví dụ cái mục tiêu về tài chính anh chị có thể ghi ra một cái mục khẳng định như vậy, và từ cái những cái mục tiêu đó, ba cái nhu cầu mà Nguyệt vừa chia sẻ, đúng không ạ? Rõ ràng cụ thể như vậy, anh chị viết ra cái mục tiêu của mình rồi thì cái cách ứng dụng như thế nào, anh chị đầu tiên chúng ta sẽ mã hóa nó ra thành bức tranh, đúng không ạ? Bởi vì tiềm thức của chúng ta thì không có hiểu cái chữ và con số, mà nó chỉ hiểu hình ảnh, âm thanh và cảm xúc thôi, đúng không ạ? Nó hiểu cái hình ảnh, âm thanh và cảm xúc thôi, còn nó không hiểu chữ và con số. Chính vì vậy chúng ta sẽ mã hóa nó ra thành một bức tranh bằng cách là như thế nào? Bằng cách là ví dụ với cái mục tiêu 30 ngày này thì anh chị hãy hình dung tưởng tượng, hãy hình dung tưởng tượng ra cái khung cảnh, hình dung tưởng tượng ra cái khung cảnh mà cái ngày hôm 30 tháng 6 đó anh chị đang làm gì, anh chị đang ở đâu, anh chị đang mặc bộ đồ màu gì. Có nghĩa là trong cái bức tranh đó là có cái hình ảnh của mình, có cái màu sắc của những cái cảnh vật xung quanh, của những cái bộ quần áo, bộ trang phục của mình, đúng không ạ? Và anh chị có thể cài luôn những cái mục tiêu về sức khỏe, cài luôn những mục tiêu về mối quan hệ, đưa một lúc vào trong cái bức tranh này luôn, đúng không ạ? Thì cái đoạn đầu tiên ấy, anh chị sẽ lưu ý trong cái bức tranh, anh chị sẽ biết được hôm nay ngày, cái ngày mà anh chị đạt mục tiêu là ngày 30 tháng 6 năm 2020. Đó, thì anh chị tưởng tượng ra là lúc đó anh chị đang làm gì, đang ở đâu. Đó, thì anh chị viết ra cái một cái đoạn văn miêu tả lại cái khung cảnh đó, đúng không ạ? Miêu tả, tưởng tượng ra lại cái bức tranh, cái miêu tả cái bức tranh đó. Đó, thì ví dụ anh chị đang làm gì, anh chị đang ở đâu, lúc này là buổi sáng hay buổi chiều, đúng không ạ? Anh chị với cái cân nặng này, chiều cao với cái số đo như thế này, có nghĩa là cài cái mục tiêu về sức khỏe của mình vào, thì anh chị đang khoác trên mình bộ quần áo màu gì, cái màu mà anh chị yêu thích ấy, đúng không ạ? Đó là nhìn thấy màu sắc đó, và miêu tả những cái cảnh vật xung quanh. Ví dụ anh chị nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, ngửi thấy cái gì, cảm nhận thấy cái điều gì. Ví dụ như anh chị có thể là miêu tả ở trong một cái quán cà phê chẳng hạn, đúng không ạ? Lúc này là 6 giờ chiều, đúng không ạ? Anh chị đang trong cái bộ trang phục màu này, màu anh chị yêu thích. Anh chị ngồi tại cái quán cà phê, cái quán cà phê mà nó ở gần cái khu vực mà anh chị sợ sinh sống ấy. Và lưu ý rằng là cái cảnh mà mình chọn nó phải là cái cảnh mà năng lượng một chút, sang trọng một chút, cái mà mình muốn cho tiềm thức của mình có được cái điều đó ở trong tâm trí ấy, đúng không ạ? Hoặc là anh chị có thể miêu tả là mình đang ngồi tại phòng khách nhà mình, nếu như phòng khách nhà anh chị nó là cái phòng khách rất là đẹp. Đó, thì mình nghe thấy cái gì, ví dụ như ngồi ở quán cà phê thì nghe thấy cái bản nhạc phát ra là cái bản nhạc mình yêu thích, hoặc là nghe được cái âm thanh, những cái âm thanh từ những cái tiếng chim hót, hoặc là từ những cái xung quanh cái khu vực miêu tả, đúng không ạ? Và anh chị nếm thấy cái vị gì, ví dụ ngồi quán cà phê thì anh chị có thể là uống cà phê, thì anh chị có thể là mình nhâm nhi ly cà phê, cảm nhận được cái vị ngọt, vị đắng hòa quyện với nhau đấy. Hoặc là ví dụ như anh chị uống cái ly nước cam chẳng hạn, thì anh chị cảm nhận được cái vị gì,
vị ngọt, vị chua hay là vị gì nó hòa quyện với nhau, anh cảm thấy nó như thế nào, đúng không ạ? Nếm thấy cái vị gì, nghe thấy cái gì, ngửi thấy cái mùi gì đó. Ví dụ như thế, cái ly cà phê nó bốc lên cái mùi hương rất là thơm, cái mùi hương mà anh chị rất là yêu thích đó, có thể là miêu tả, đúng không ạ? Và một cái yếu tố nữa này là anh chị chọn cái người đi cùng mình là ai. Và lưu ý cái người mà anh chị chọn trong cái bức tranh này phải là cái người hiểu anh chị, phải là cái người mà có thể là biết về sức mạnh kiến thức và luật hấp dẫn thì càng tốt, hoặc là cái người mà rất là hiểu anh chị, là cái người năng lượng, đúng không ạ? Là cái người tích cực đó, thì anh chị lưu ý chọn cái người ăn mừng thành công. Tại vì đây là mình hình dung tưởng tượng mà, mình có thể chọn bất kỳ ai mà là cái người mà trong cái đối tượng mà giống như mình vừa mô tả. Đó à, thì cái lưu ý là anh chị chọn cái người mà đi ăn mừng thành công cùng với mình, có nghĩa là cái người mà ngồi cùng với mình phải là cái người năng lượng, là cái người tích cực, hiểu mình, đúng không ạ? Để khi lát nữa khi mà chúng ta đạt được cái con số mục tiêu của mình thì mình thể hiện ra cái cảm xúc của mình, thì chúng ta phải chúc mừng mình, đúng không ạ? Đó thì cái đấy, nếm thấy cái vị gì này, nghe thấy cái gì, ngửi thấy cái gì, cảm nhận cái điều gì, thì đấy là cái khúc đầu tiên là miêu tả cái năm cái giác quan mà mình nhìn thấy, có nghĩa là nghe thấy, miêu tả cái khung cảnh, rồi thì cái đưa năm cái giác quan vào trong cái bức tranh, là cái đoạn đầu bức tranh, đúng không ạ? Và sau đó cái đoạn sau này là cái đoạn mà miêu tả cái cảm xúc của mình khi mình đạt được cái mục tiêu đó. Ví dụ như anh chị đang ngồi hai người, anh chị với cái người bạn của anh chị đang ngồi chia sẻ cho nhau, trao đổi với nhau những cái điều gì. Và lưu ý vào cái việc trao đổi này, không phải là anh chị lưu ý rằng là mình sẽ chọn cái khung cảnh mà mình đang đi tận hưởng cuộc sống, hoặc là đang rất là vui vẻ, hoặc là đang đang đi ăn mừng thành công, chứ không nên chọn là cái việc là mình đang tất bật với những cái công việc của mình, đúng không ạ? Lưu ý là chọn những cái hình ảnh đó. Thì ví dụ như hai người đang chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau, chia sẻ những cái kinh nghiệm ứng dụng sức mạnh kiến thức, hoặc là chia sẻ với nhau những cái bí kíp ứng dụng sức mạnh kiến thức, hoặc là chia sẻ với nhau những cái thành công mà anh chị đã đạt được trong cái tháng 5 vừa qua, trong cái tháng 6 vừa qua. Đó, ví dụ như thế. Thì cũng cái đoạn này là cái đoạn mà miêu tả cảm xúc này. Khi mà đang trao đổi vui vẻ như vậy thì bỗng cái chiếc điện thoại của anh chị ở trên bàn, hoặc là ở trên tay các anh chị, tinh tinh tin nhắn báo về, nghĩa là có cái tin nhắn báo về là anh chị được cộng vào tài khoản của mình và đạt được chính xác cái số mục tiêu, cái số tiền lợi nhuận mà anh chị muốn ấy. Vậy thì anh chị thể hiện cái cảm xúc như nào khi chúng ta đạt được mục tiêu đó, đúng không ạ? Có thể là nhảy lên sung sướng, yeah 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 yeah, đó. Có thể làm bất kỳ cái hành động gì mà các anh chị thích, các anh chị neo nó vào cái bên trong, anh chị thấy cảm xúc. Ví dụ như anh chị có thể là yeah, nhảy lên yeah 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 yeah, tiền về, đúng không ạ? Yeah yeah yeah, tôi đã đạt được bức tranh tài chính của mình, có nghĩa là la lên như vậy, hoặc là nhảy lên cái tưng, đúng không? Hoặc là có những cái động tác ăn mừng giống như những cái cầu thủ đá bóng á. Đó, giống như những cái cầu thủ đá bóng mà mỗi khi mà sút vào môn, đúng không ạ, là có cái động tác ăn mừng thành công, neo cái cảm xúc lại. Thì chúng ta cũng vậy, tìm một cái điểm neo, hoặc là một cái hành động gì đó để đẩy cái cảm xúc của mình lên cao trào, đúng không ạ? Và khi mà anh chị có những cái hành động như vậy, có cái cảm xúc như vậy, thì cái người mà anh chị chọn, cái người đi cùng, thì người ta cũng phải hưởng ứng, người ta cũng chúc mừng anh chị, gửi lời chúc mừng anh chị, hoặc là người ta cũng nhảy lên cái hành động xuống, yeah 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 yeah, chúc mừng bạn, hoặc là chúc mừng vợ, ví dụ mà mình chọn bằng chồng mình đó, thì họ cũng nhảy lên, hoặc là làm những cái động tác giơ lên high five với mình,
đúng không ạ? Giơ tay lên high five với chị, chúc mừng bạn đó. Chúng ta hưởng ứng như vậy đúng không ạ? Thì mình có nghĩa là trong cái bức tranh đó mình nhận được cái lời chúc mừng, chúc mừng bạn, chúc mừng bạn, bạn thật là xuất sắc, bạn thật là tuyệt vời, bạn thật là tài giỏi, hoặc là bạn thật là giàu có, bất cứ kỳ cái từ nào mình khen đúng không ạ? Đó, nhận được bất kỳ cái lời chúc nào thì mình ở trong cái bức tranh đó là mình có cái lời chúc đó, giống như mình đang tường thuật trực tiếp cái lúc mình đạt được mục tiêu đúng không ạ? Đó thì đẩy cái cảm xúc lên cao trào, cái đoạn này cảm xúc càng cao trào bao nhiêu thì tiền cũng lại càng thu hút cái nguồn lực nhanh như. Bởi vì sao? Bởi vì tiềm thức mình, chúng ta giao tiếp với tiềm thức bằng cảm xúc. Khi mà có cảm xúc cao trào thì tiềm thức sẽ thu hút cái nguồn lực đến để giúp chúng ta thực hiện cái điều đó, được không ạ? Đó thì đó là cái trong cái nội dung bức tranh, đó là nội dung cái bức tranh. Thì sau đó chúng ta kết thúc bằng một cái một khi cảm xúc cao trào như vậy thì chúng ta có thể kết thúc cái bức tranh bằng cái từ, bằng một cái một cái chuỗi cái từ để biết ơn. Đó, biết ơn ví dụ như có thể là biết ơn cái người mà đã chúc mừng mình ấy. Biết ơn chồng, biết ơn việc thức, biết ơn vũ trụ, biết ơn cái người đã giúp cho mình đạt mục tiêu. Đó, cảm ơn đã gửi cái lời biết ơn và xong kết thúc bằng ba cái từ cảm ơn. Hết bức tranh. Anh chị hình dung chỗ này chưa ạ? Hình dung được cái cách viết bức tranh chưa ạ? Và nếu như anh chị nào mà đang xem livestream của Nguyệt mà khi nghe Nguyệt chia sẻ như vậy, anh chị thiết kế ra cái mục tiêu cho mình và cái bức tranh cho mình mà anh chị chưa biết là cái bức tranh như vậy đã được chưa, thì anh chị có thể inbox cho Nguyệt, Nguyệt sẽ sửa cho anh chị, Nguyệt sẽ trực tiếp Nguyệt sửa giúp các anh chị xem là anh chị đã thiết kế cái bức tranh đã ok chưa, đúng không ạ? Cái đích đến của mình đã đúng theo công thức của người thành công chưa, và cái bức tranh của mình đã đúng theo công thức chưa, để làm gì ạ? Để giúp cho mình nhanh chóng chinh phục mục tiêu nhất, đúng không ạ? Bởi vì nếu như mà các chị cũng viết bức tranh nhưng mà cái cảm xúc nó không có cảm xúc thì nó cũng không có ý nghĩa gì, đúng không ạ? Và khi chúng ta có được cái mục tiêu rồi thì trong những cái ngày tiếp theo Nguyệt sẽ hướng dẫn cho các anh chị từng cái bước ứng dụng như thế nào, từng những cái bí kíp như thế nào để giúp chúng ta có thể chinh phục được cái mục tiêu tài chính tháng 6, chinh phục được những cái điều mà chúng ta mong muốn, chúng ta đã viết ra, được không ạ? Thì đó là cái nội dung kiến thức ngày hôm nay mình chia sẻ với anh chị, là một cái kiến thức nó rất là cơ bản. À, bao nhiêu trong số các anh chị mà đang xem live stream mà chúng ta sẽ thiết kế ngay cho mình cái mục tiêu cho tháng 6, và nếu như anh chị chưa có cái nhóm học tập, hoặc là chưa biết cái cách thiết kế, hoặc là thiết kế rồi viết ra bức tranh rồi nhưng mà chưa biết là mình thiết kế như vậy đã đúng hay chưa, thì anh chị có thể là inbox cho Nguyệt sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các anh chị, sẽ hướng dẫn trực tiếp cho anh chị và chỉ cho anh chị cái cách ứng dụng từng bước một như thế nào để chúng ta chinh phục cái mục tiêu nó mỗi ngày, đúng không ạ? Khi cái mục tiêu tháng chúng ta đưa ra, cái con số chúng ta có rồi, vậy thì hàng ngày chúng ta cần làm những cái bước gì, cần làm những cái từng bước như thế nào để chúng ta chia nhỏ cái mục tiêu đó ra làm sao để chúng ta hàng ngày chúng ta đạt được mục tiêu ngày, thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tháng. Và khi mà đạt được mục tiêu tháng rồi thì cái mục tiêu năm ta sẽ đạt được, đúng không ạ? Và nếu như ở trong nhóm học tập của Nguyệt thì còn được hướng dẫn cả cái cách thiết lập mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 1 năm, hoặc là cái bảng tầm nhìn 5 năm, 10 năm. Thì nếu như anh chị nào mà chúng ta chưa có được những cái mục tiêu dài hạn như vậy, chưa có được những cái mục tiêu trung hạn, thì mà anh chị chưa biết cái cách làm như thế nào thì hãy inbox cho Nguyệt, hoặc là
vào nhóm học tập cùng với Nguyệt. Nguyệt sẽ hướng dẫn cho các anh chị và cùng học tập từ những cái từ những cái doanh nhân thành công trong câu lạc bộ Trọng Tài Hóa Vàng anh chị nhé. Ok, và ngày hôm nay thì Nguyệt xin dừng lại cái buổi chia sẻ tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc tất cả anh chị một buổi chiều tràn đầy năng lượng, tràn ngập tình yêu thương, lòng biết ơn, tràn ngập ý nghĩa của sự thành công và giàu có. Ok, mình xin chào và hẹn gặp lại.